Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với BinTalk nha. Nếu các bạn đang ở trong tình trạng thất nghiệp hay là đang mông lung, chưa biết tương lai sẽ làm cái gì thì thôi đừng có buồn nữa. Vì ngay trong video hôm nay của BinTalk sẽ giới thiệu cho các bạn về hàng loạt những nghề nghiệp nghe thì xàm nhưng mà làm thì lắm tiền luôn nha. Nào là bác sĩ phụ khoa của gà hay là nha sĩ của ngựa, nghe là khoái khoái rồi đúng không? Chần chờ gì nữa, hãy cùng tìm hiểu với BinTalk ngay sau đây nhé. Những nghề nghiệp nghe thì xàm mà làm thì lắm tiền. Nghề ôm ngủ chuyên nghiệp. Ai ơi gió lạnh gần về, nếu chưa có gấu thì về bên tôi. Mới vô là bị BinTalk thả thính liền rồi hen. Cơ mà nếu mùa đông, mùa mưa hay là mùa Valentine sắp tới mà các bạn vẫn chưa kịp chạy deadline có bồ thì cũng đừng có buồn hen. Vì ở cái thời buổi 4.0 như hiện nay, miễn là có tiền là có tình thôi đó mà. Còn tình gì thì anh em tự suy nghĩ ra nghen. Là tình đồng chí. Thôi, nói chứ vô chủ đề nè. Nếu bạn là một người khó ngủ, giấc ngủ chập chờn, đêm hay mơ, người hay mớ, thì có thể là do bạn cần có một cái ôm để giúp cho bạn ngủ ngon hơn đó. Có điều cái ôm này hơi vật chất xíu à nghen. Bạn sẽ phải bỏ ra tầm $80, sương sương là 1.600.000 đồng để thuê một người ôm mình ngủ. Người này hơi bị chuyên nghiệp và không bao giờ biết mỏi tay luôn nghen. Cơ mà khi sử dụng dịch vụ này thì chúng ta có thể lựa chọn những người mà mình thích. Đã à nha, bộ thì không có quyền thay đổi. Còn cái dịch vụ này thì xài ok là phết đấy chứ. Và các bạn có biết không, theo một nghiên cứu ở Portland thì công việc này đi cùng với những gánh nặng về mặt cảm xúc. Tức là chỉ được ôm chứ không được sờ hay là đi quá giới hạn với khách hàng của mình. Nếu không thì công việc này lại trở thành một hình thức của tệ nạn rồi. Đi tù thì ai phải đi thôi, đi tù để làm gì, đi tù để trải nghiệm. Nói chứ ai không ưng thì kệ, chứ tôi là tôi ưng cái dịch vụ này lắm mà nha. Ráng cày kiếm tiền để trải nghiệm mới được. Nghề xác định giới tính gà. Trước giờ cứ nghĩ chỉ có bác sĩ mới đảm nhận được cái vai trò là siêu âm, biết được giới tính nam nữ hay là 3D thôi chứ. Có BD đâu, không có BD. Ai mà có ngờ rằng ở trên thế giới lại còn có một cái nghề gọi là xác định giới tính của gà. Mà cái nghề này để làm gì vậy ta? Nghĩ cũng lạ lắm mà nghen. Đây, để giải đáp cho anh em biết nha. Những người xác định giới tính gà thường dựa vào trực giác. Thông thường, những người mà làm nghề này thì sẽ phải làm ở những trang trại sản xuất giống. Ví dụ như là ở Anh Quốc và Nhật Bản. Nghe cái tên nghề bần vậy thôi, chứ một năm kiếm cũng được 6-7 ngàn đô la đó nha. Cơ mà ở Việt Nam mình cũng có cái nghề này đó nha. Mà có điều cái tên của nó hoa mỹ hơn nhiều. Nghề soi lỗ huyệt. Nghe cái tên hú hồn tập 2 liền đúng không? Lương kiếm được thì xương xương là cỡ 1.500.000 tới 2 triệu đồng trên một ngày. Ngon. Mà yêu cầu nghề này cao lắm nha, chứ không phải là giỡn đâu. Phải thiệt là tỉ mỉ và cẩn thận luôn. Công việc này ra đời là để giúp ích cho việc chăn nuôi. Nếu mà nuôi để thịt thì chọn gà trống, còn nuôi mà để lấy trứng thì chọn gà mái. Cái gì nuôi rồi chả thịt. Nhìn chung thì công việc này cũng nhàn, nhưng mà không phải ai cũng theo được đâu nha. Bởi vì nó khá là nhạt nhẽo và vô vị luôn. Mỗi ngày đi làm, công việc chính của bạn sẽ là ngồi tìm ra những cái nốt tròn, bóng và đỏ trên thân gà để biết nó là trai hay gái, là trống hay mái. Xác định nó là phải chính xác và nhanh thì mới nhiều tiền. Ai tự tin với khả năng tìm chim của gà không thì hãy để lại in tư cho BinTop biết với nha. BinTop sẽ giới thiệu chỗ làm cho các bạn. Nào, bây giờ hãy xem nghề nghiệp tiếp theo hấp dẫn và lạ lùng như thế nào nhé. Vô! Nghề nha sĩ ngựa. Ta nói cái thứ ám ảnh nhất cuộc đời của tôi là phải đi nha sĩ đó. Có ai giống tôi không vậy? Mỗi lần mà đi là ít nhiều gì cũng bay một cái răng. Bởi nghe hai từ nha sĩ sao mà nó thốn dễ sợ. Cơ mà việc làm một nha sĩ cho con người thì cũng không có gì đặc biệt đúng không? Nhưng chắc chắn làm chuyên gia chăm sóc răng miệng cho ngựa thì hoàn toàn là khác luôn. Nghe một phát là ngầu liền chứ gì. À mà bây giờ mới để ý, mấy bà ngựa có một bộ răng dày dễ sợ. Tụi nó mà cười một phát chắc là lộ nguyên hàm luôn quá. Nên là việc chăm sóc răng miệng cho tụi nó cũng là một việc làm hết sức cần thiết luôn.
Ở rất nhiều quốc gia trên thế giới thì công việc nha sĩ ngựa là một nghề nghiệp đầy hứa hẹn với một mức lương sương sương khoảng 50.000 USD trên năm. Quy ra tiền Việt thì cũng cỡ 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, muốn làm nghề này đòi hỏi bạn sẽ phải sở hữu hai tấm bằng, một là bằng thú y, hai là bằng nha khoa. Hay là ta thôi lang bạc nữa, bây giờ ta về làm bác sĩ ngựa để đổi đời đây. Cơ mà, nhớ là cẩn thận với mấy em ngựa nha. Lâu lâu tụi nó cũng hay dở chứng, dùng chân sau để đá vào mông của những con vật khác đó. Với lại nhớ trang bị cho mình một bảo hiểm động vật nè. Dù sao thì an toàn vẫn là trên hết. Nghề che biển số. Ở đây có ai biết nội ám ảnh mang tên Cộng Hòa 7 giờ sáng không? Chà, để mà bàn về cái con đường này thì có thể kể hết thời thanh xuân cũng không hết anh em ạ. Con đường này nó dài ư? À không. Con đường này nó nối liền nhiều quận ư? Ôi dài ôi, quá đâu. Vậy nó làm sao? Sao? Nó đông xe, đông tới nỗi mà trải qua 14 cái đợi đèn đỏ mà bạn cũng chưa đi được nữa. Mà hên, dù có đông thì vẫn còn đi được, chứ không giống như ở Iran. Ta nói, ở cái đất nước này, ban hành một điều luật vô cùng nhảm nhí luôn. Do là lưu lượng xe đông, nên là những ai mà có biển số lẻ thì đi ngày lẻ trong tuần. Ai mà có biển số chẵn thì đi ngày chẵn trong tuần. Ủa là sao ba, chơi gì ai chơi lại? Rồi một tuần đi làm 3-4 ngày, ai trả lương cho tôi trời? Cũng chính bởi cái sự lộn xộn của chính phủ mà nhiều người dân ở Iran đã quyết định lách luật bằng cách thuê người đi đằng sau xe mình để có thể che biển số. Vậy là lại có thêm một nghề nghiệp lạ lùng ra đời. Ủa rồi che kiểu gì ta? Chạy nhích nhích thì còn che được, chứ chạy nhanh thì làm sao? Đúng là một quốc gia thú vị. Cơ mà, nhiều khi bị công an phạt nguội chắc còn bị phạt sắp mặt lờ luôn ấy chứ. Vì chứ mình không có dám đùa với mấy anh công an đâu. Tại mấy ông cảnh sát giao thông hay dữ lắm. Mình lỡ mà có làm cái gì sai là có trốn đằng trời cũng không có thoát được đâu. Bảo mẫu cho đà điểu. Hay, trên đời này đúng là có vô số những công việc mà mình không ngờ tới luôn. Bởi vì nếu có thất nghiệp thì cũng đừng có buồn nhiên. Có một công việc sẽ mang tính giải trí hơi bị cao mà Pintop muốn giới thiệu đến cho các bạn đây. Nếu các bạn thích công việc là một bảo mẫu nhưng lại không thích trẻ em. Mày bị điên à? Đây, nghe mình chia sẻ trước đã. Có một công việc bảo mẫu nhưng không phải là để chăm trẻ mà để chăm đà điểu đó mấy bạn. Nghe là lạ liền đúng không? Nguyên nhân mà có cái nghề lạ lùng này tồn tại là do đà điểu là một loài động vật hiếu động và cũng rất là hiếu chiến luôn. Nhìn mặt tao có giống đùa không? Mày thấy được cái lạnh mùa đâu? Sống sao cho nó vừa lòng. Vì thế, buộc phải có người giám sát chúng từ khi còn bé, ngăn cho việc những con chim chân dài, đùi to này lao vào tẩn nhau tơi bời. Cơ mà, khuyến cáo làm công việc này là phải biết chạy thật nhanh nha anh em. Tại vì mấy con quỷ đà điểu cũng khó ưa lắm. Nhiều khi chứng lên, dí mình chạy xúc quần lúc nào không biết luôn đó. Không bắt được làm gió. Trong hàng loạt những cái nghề nghiệp lạ lùng vừa rồi thì các bạn khoái những cái nghề nghiệp nào, hãy để lại chia sẻ phía dưới phần bình luận nha. Và đừng quên like, share, subscribe và nhấn vào chiếc chuông để không bỏ lỡ những video hay nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.